Hôm nay là mùng 8 tháng 10 2024. Đây là một cái ca gút khủng khiếp đấy. Biến dạng. Bác bị khoảng bao năm rồi? Bác bị khoảng bao năm rồi? Gút này khoảng bao năm rồi? Thì thôi gần 30 năm rồi, 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi à? Ừ. Ở thanh niên có nhậu nhiều không bác? Tại thanh niên là du lịch. Là ngoài du lịch à? Ừ. Nhậu nhiều, vô địch luôn. Giờ là bớt rồi, giờ là cái hồi đó 10 giờ 1 là không được. Hồi có đám tiệc thì gặp ăn tiệc uống ly đi cho thôi. Thế để cháu giúp cho uống lại chứ không nó buồn quá. Thật mà thì không uống nhiều buồn phết ấy. Nhà mình ở chỗ nào miền Nam á? Nhà mình ở đâu miền Nam? Nhà mình ở chỗ nào? Địa chỉ nhà mình ở đâu? Địa chỉ à? Dạ. Ở đó là phường Định Hòa. Là phủ ấy gì là cái như là Bình Dương, phủ Dù Một, phường Định Hòa. Là địa chỉ phường ở Định Hòa. Hôm qua xét nghiệm axit lactic là bao nhiêu? 600 mấy? 659 à. Bệnh nhân này có vất vả là bị suy thận độ 3A rồi. Để bị sang 3B thì vất vả lắm. Bác cố gắng lên nhá. Thì ta sẽ giúp cho bác thì nó sẽ ngon lành đấy. Không, nói chung nó không mình quyết định tại quyết tâm nhá, quyết tâm nhá. Thằng ở về nhà. Thằng mình cái gì mình ấy thôi chứ còn đau ghê lắm vì ca giảm đau nó đau ghê lắm thì cố nhá. Đã bác sĩ nói là mình biết đau rồi, mình biết rồi, nó vô là nó đúng. Mà cái cuốc nào mà tỷ mà nghe đau là đúng. Cuốc đó mới hết bệnh được. Mình nói nó vậy thôi nhưng mà khi mà nó diễn ra nó đau rất dữ dội. Rồi, nó dễ biết mà. Nó đau khiếp lắm thôi, rồi cố gắng. Sau khi uống nó đau thời gian là nó có chấm dừng không? Dừng à? Đau sao nó dừng? Nó đau khi nào dừng là bắt đầu là êm rồi. Không có 5-10 phút đau suốt vậy. Nó đau liên tục. Liên tục vậy. Vâng, sau nó cứ êm dần đều, êm dần đều. Chỉ có đầu đau, đau khúc nó nhiều, cái lần êm dần lần rồi phải không? Vâng. Tí cho chào cho bác alo. Nhưng mà sợ giọng miền Bắc, bác nghe được không? Từ từ nếu nghe bác muốn nói nhanh là không có nghe được. Không, nó nhanh là không có nghe được. Nó có gì nhỏ gái nó nghe được, nó nói từ nhỏ gái, nó hiểu. Được. Thì chắc là cho bác giao lưu với mấy ca người ta khỏi rồi. Thì người ta động viên cho cái quá trình của ca như thế nào. Nhá. Biết rồi mình nói chung mình đang đi tìm bác rồi là một cái ok thì mình nó cao quá gần đây còn ngắn đi chung nó xa mình phải về nhà nãy nhiều hơn. Thế nhá thì hôm nào này nhà mình lại vào Đông Nam không tôi ở đây nếu mà giả sử như mà ông mà mang thuốc được vào đấy thì chắc thu xếp được ngày 1 ngày 2 thì rồi, rồi. Thì ông phải vào để cho cháu nó đi chợ rồi. Thì thằng con cứ đi chợ rồi thì nó phải thuê rồi, thì trong nếu mình xong có nhiều còn anh thì ở thì được không sao thuốc nếu mình hết á được cái này như lên lấy rồi cái okay. Gỡ vô gỡ về không vậy ở đây mang lên cái giấy em xem. Bác cứ ngồi đi, bác cứ ngồi đi, nghỉ ngơi đi. Ngồi đi. Đây giấy xét nghiệm, cần giấy xét nghiệm chứ. Mày nhớ xem có xuyên là độ mấy. Biết là cái dùng đó là biết. Sẽ có một bạn gái sẽ thường xuyên gọi điện và thăm ông xem cái tình huống của thầy sẽ như thế nào. Sẽ có người họ ăn thường xuyên. Phải động viên em ạ, chứ còn nó đau là đau rồi, nhưng mà không có người thân là anh không dám chơi vụ này được. Vụ này hơi kinh. Mình bữa nay đi tắm ra từ tắm quát từ A tới Z nè. Đúng rồi,
Nhiều khi cũng vậy chứ. Thì rồi ok thế nhá. Thì có gì em tên gì ấy nhỉ? Dạ em tên Kiều. Tên đẹp thế nhỉ? Chị Kiều. Chị thì Vân. Thế là em là Vân à? Kim Anh. Em là Kim Anh. Nếu có gì Kiều thì cần gì cứ hỏi anh nhá. Dạ. Ừ ok.